Chắc hẳn chúng ta đều đã biết đến công cụ Eyedropper giúp lấy màu có sẵn ở trên slide để tô cho đối tượng đang chọn. Tuy nhiên, dù ở phiên bản 365 mới nhất, PowerPoint vẫn bắt chúng ta phải nhấn chọn điểm màu thì mới thấy được kết quả thực tế. Trong khi với các phần mềm thiết kế khác, chúng ta chỉ cần di chuột qua từng điểm màu là có thể xem trước kết quả. Thành ra chúng ta luôn tốn rất nhiều thời gian cặm cụi thử từng màu một để chọn ra được màu ưng ý, phù hợp nhất. Và sự khổ sở đó sẽ thực sự cấp số nhân nếu chúng ta đang phải phối màu cho hàng trăm vật thể trên slide. Và nếu bạn sở hữu bộ công cụ của NightSlide, màu sẽ được tự động tô cho từng vật thể khi chúng ta di chuột qua từng điểm màu, giống hệt như Photoshop hay Illustrator. Một điều không thể với công cụ Eyedropper có sẵn trong PowerPoint bình thường mà chúng ta đang sử dụng. Và nếu bạn tinh ý quan sát thì có thể nhận ra mình đang thao tác trên PowerPoint 2010, một phiên bản thậm chí còn không có tính năng Eyedropper. Bất cập hơn nữa khi có rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn đang dùng phiên bản đời cũ này. Vậy là không chỉ tối ưu hóa tối đa tính hiệu quả của công cụ, NightSlide còn có thể khai sinh được Eyedropper trên những thế hệ PowerPoint về trước. Chưa dừng lại tại đó, với Night Color của NightSlide, chúng ta còn có thể lấy màu bên ngoài phạm vi làm việc của PowerPoint, một điều không tưởng với PowerPoint bình thường bạn đang dùng bấy lâu nay. Với sự cải tiến vượt trội này, kết hợp với hàng chục tính năng tự động khác của Night Color trong bộ công cụ NightSlide, từ bây giờ, quá trình phối màu của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn gấp bội so với người dùng phổ thông. Sứ mệnh của bộ công cụ NightSlide đó là nâng tầm vị thế của PowerPoint để từ đó có thể sánh ngang với các phần mềm thiết kế khác. Mong cả nhà sẽ tham khảo lịch học gần nhất của khóa học PowerPoint Offline đào tạo trực tiếp của NightSlide tại nightslide.vn/hanoi để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ tools NightSlide ưu việt kết hợp với tư duy và kỹ năng thiết kế toàn diện trên PowerPoint. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại nightslide.com.